cái bộ của nó cao vàng luôn. Sâu à? Chào, hello. À, cái gì? Nay có một mớ con ngũ sắc các bạn. Đây bời quá trời các bạn. Chim chim truyền cũng có được rồi. Con này là con quý lâm truyền nha các bạn. Thì ở đây có một mớ nữa, má trắng nữa nè các bạn, má trắng đang chỗ nè. Rồi có sáu nữa nè. Cái bổi này gần hết rồi, còn vài con nữa hết rồi quý vị nha. Vài con nữa hết rồi, còn ở trong nhà thì nhiều. Lửa than rồi chờ sáu và sao luôn. À, con khuyên này chậm hơn, chim này khuyên mới có còn nữa. Khuyên này ra giọng hết rồi các bạn, hót hết rồi, dài hết rồi đó. Trời ơi, nay mới về quá trời luôn các bạn. À, khú. Khú khú bạc má. Đây là khu môn. Đây là bồ câu Thái. Nếu mình con cu Thái. Cu Thái các bạn. Thì tổng thể kinh kim là cũng rộng lớn. Đây là lập bảy kim. Lập bảy kim rồi. Đó, chim sâu. Ôi con này con gì đẹp đó nào? Con nó con quanh quanh màu đỏ. À con này mình có nghe nó hót rồi nè quý vị. Con này đó là quanh cổ đỏ. Quanh cổ đỏ nè các bạn, dạng ghê các bạn. Ủa hình như có ai sổng hay sao nó bay hót sùm. Hót hay lắm đó quý vị. Tiếng lớn lắm. Con là dạng ghê. Cái
cái bộ của nó cao vàng thôi. Chè lửa cái gì, chè than, trồng màu xưởng. Ghê không? Dạng gì vậy?